Đây, trở thành cho học trò đây. Đi học lấy cái hình đó con. Ghê ha. Đi học lấy cái tay luôn cái hình gì. Học lấy cái nghề, lấy luôn cái tay luôn. Anh này anh đi học cũng được xăm tặng nha các bạn. Đây là tác phẩm xăm tặng cho ảnh. Ảnh gần sắp cao khóa rồi. Ảnh chuyển này, vừa xăm tặng vừa cover sửa hình luôn nha. Ảnh chơi cái bít tai nha. Hôm qua quýnh bên kia, này anh lên quýnh đây nữa. À, ra khóa, chuẩn bị ra khóa cho nên thầy xăm tặng cái kỷ niệm. Đây tác phẩm này đang xăm nha các bạn. Đây. Ý kiến nha con, học này ý kiến gì không? Dạ không thầy, sướng lắm. Vui không? Vui, vui lắm. Ừ. Sướng. Thầy la nhiều đúng không? Dạ. Ăn đòn nữa. Dạ. Sướng. Vậy sao không học chỗ khác con? Học chỗ đây thầy la dữ quá thường. Dạ. Ừ? Học đây sướng hay là phê? Sướng phê. Ừ. Đây. Sướng. Đây lồng mét 2 nè. Hay chết. Đây học trò cũ nè. À. Sướng gì? Chị này là chuẩn bị mở tiệm ở quận 2 nha các bạn. Giờ có thể phụ thầy những tác phẩm ok được đó. Ý kiến ngon học đây sao con? À. Học đây sướng lắm. Cũng bị thầy la không? Phê luôn không? Sướng. Sướng. Lý do biết sao? Các bạn biết lý do tại sao? Sướng không? Tại vì khi mình xăm tặng là mình không có sử dụng tay. Không sử dụng tay. Cho nên quýnh nó rất là phê. Thấy không? À. Coi đây này này. Ừ. Nghe không? Rộng ra nè trên. Ba cái đứng nữa, ba cái đứng nhìn nè, thấy không? Thấy không? Không phải đứng nè, đứng nhìn nè, thấy không? Đây mặt da nè, da nó xuống. Rất là nhanh. Thấy chưa? Còn con đứng như là nó sai nè. Nhìn nè, thấy không? Thấy nghiêng không? Da nó xuống. Sai nè, da nó xuống nè. Không bị sát thương, thấy không? Nè, thầy xuống nè. Lúc nào máy cũng phải nghiêng á, nó đừng đứng vậy. Lúc nào cũng nghiêng á, thì nên sao cái độ sát thương của mình nó hạn chế được chút xíu. Kim nó gõ xuống nó không bị sát thương nhiều. Còn nó đứng vậy kim nó xuống nó sẽ bị sát thương, đúng không? Nghiêng vậy nó hạn chế. Ba cái đứng nữa thì nó vẫn nghiêng. Đứng trực diện thì vẫn nghiêng. Nó phải nghiêng nè, nó phải nếm nè, nhớ nè, nghiêng là 45 độ. Nếu mà cầm máy sai thì nên tập lại. Học hoài, học mãi, không có giờ muộn, không có gì mà phải sợ. Còn càng học nhiều thì mình càng phát huy nhiều. Tác phẩm này chưa? Đấy. Bây giờ ông sẽ chơi. Hơn là mình không sử dụng trên một á. Sử dụng trên một nó còn ẻ rồi nữa. Cái này tiến triển đang làm nha các bạn. Đây. Này anh chuẩn bị giao khóa còn mấy ngày nữa anh giao khóa nè. Nên mình xăm tặng ảnh. Sửa luôn cái tên người yêu cũ mà Never rồi luôn rồi. Never, never, chào. Phê ha, học này sướng lắm, phê lắm. Phê. Phê, à. Chút xíu thì cạch kim nữa cho con phê nữa.
mình càng ứng xuống nữa mình tên nó lên mặt liền là mình càng chết, thấy không? Mình ép mình nóng tính mình muốn lên liền theo ý mình, lên rồi đâu môi đâu, thấy không? Kim thầy lúc nào cũng như bây giờ bạn ít hạn chế chuyển đi chứ ngồi đi chỉ rồi ngày tắt máy thì quay đi chuyển tôi về tác phẩm thì tôi tắt máy được đầu mày để đâu nè các bạn nha, đây là tác phẩm xâm tặng học sinh nha các bạn, chưa xong nha. Khi mà bạn chịu học thì ở đây thấy bạn chịu học hay này nọ ha, có trách nhiệm hay có đạo đức thì người ta sẽ xâm tặng nha các bạn. Chưa có xong nha. Cái này vừa xâm vừa cover vừa sửa hình luôn nha các bạn. Đó có hình cũ trong đó nha. Này chưa vừa mới tạm thời được như đây thôi. Đó. Chưa có xong nha các bạn. Đây là hình tác phẩm xâm tặng cho học sinh à, có học sinh quấn trong đây nữa. Trách nhiệm của mình là tả hình đây nha. Đây. Qua anh được xâm tặng ở phần dưới, này là xâm tặng phần trên. Cái này xâm tặng của tôi là cũng gần sắp hết giờ giao khóa rồi đó, chuẩn bị xa thầy xa tiệm rồi đó. À. Nghĩ không con? Đã nghĩ. Đẹp không? Đẹp. Ok. Ok ha, nói tiếng Anh luôn ghê ha. Học này thấy sao? Vui không? Vui. Bị la nhiều ha? Dạ, mà vui, la nhiều mà vui ha. Ừ, mà học nhiều. Được. La nhiều mà vui, chưa thấy bị la mà vui đó. La nhưng mà làm ok. Chưa xong nha các bạn. Còn nhấn trắng vô màu, còn tả ngoài nữa nha. Lý do giờ trễ quá cho nên tạm ngưng nha các bạn. Hẹn đợt sau làm tiếp. Xe kia không? Xe xuống lưng cho thầy con.
Chị thôi, xây từ từ thôi. Để mấy nhiều. Thợ người yên thầy quay cho xây sống mặt luôn. Khi nào đặt sao rồi xăm tiếp. Khi nào làm thì xăm tiếp. À, từ từ nói xuống bít tay luôn ha. À, dạ. Đi học nghề lấy cái tay sướng ha. Dạ. Rồi ha. Kỷ niệm luôn thầy. Kỷ niệm luôn hả? Dạ. Kỷ niệm khôn dữ vậy trời. Kỷ niệm khôn luôn. Đây địa chỉ nha các bạn. Đây địa chỉ. Xăm lên cái tay bự liền ha, ngầu liền ha. Ngầu không? Quá ngầu luôn thầy. Ừ. Được tặng hai hình luôn, sướng chết nậy rồi. Đi học được tặng hai hình. Cao khóa rồi có hai hình kỷ niệm rồi. Chưa xong. Xây tự rồi. Xây tự rồi. Công hay không thành công thì cũng cái gì của thầy trò. Dạ. Đó. Cho nên là thầy ví dụ như con còn sử dụng nghề của thầy thì thầy mà chỉ cần thấy con có cách là thầy vui. À, có nghĩa là mình dạy nó đúng kiếm được tiền. Dạ. Còn trong cái thời gian học với nhau thì đương nhiên là thầy phải la. Dạ. La để con lên người. Cho nên thầy không quan tâm là quan tâm là con ghét thầy hay con thương thầy hay thương thầy. Thầy quan tâm là con phải làm được. Tại vì nếu mà con không làm được thì cái số tiền con đóng vô cho thầy rất là phí. Và phí luôn cái thời gian mà con ở bên thầy. Đó. Ít nhiều gì cái số tiền mình đóng vô nó không có nhiều. Nhưng mà ví dụ như sau này mình làm 1, 2, 3, 4 người khách rồi mình đã kiếm được tiền phí rồi. Thì trong cái thời gian đi học này tất cả xung quanh không ai là người bạn tốt hết. Tại sao sau này người ta ra người ta cũng có nghề là cũng cạnh tranh. Bước vô đây là chỉ có thầy với sư mẫu là tốt thôi. Bước vào đây em tốt đâu. Thì xa rồi là mỗi người bắt tay vô làm kiếm tiền giống như chị Hà mà xa thầy rồi cũng phải bắt tay vô làm kiếm tiền. Con cũng vậy. Mà con không có tiền là vợ con bỏ con á, đi theo con Hà đó. Này chứ. Thiệt mà. Đây này lì xì rồi lấy lọc hên. Dạ. Không có nhiều đâu. Dạ. Đủ có nuôi vợ con được mấy tháng á. Trời trời ơi. Đúng không? Ở đây tính là ví dụ mà này nếu mà con nuôi vợ con cũng được ít nhất khoảng 2 tháng. Dạ. Ừ, con mua ba gói mì gói, ba thùng mì gói là mua nó dư. Hiểu. Dạ. Đúng không? Đó, đây. Chúc năm mới vạn sự như ý. Phát tài phát lộc. Dạ. Gia đình con hạnh phúc. Dạ. Ừ, ấm no. Con chúc thầy đi, nãy bị déo ấy rồi. Chúc thầy lại đi con. Chén thì chén. Hồi nãy bấm lộn rồi. Cái câu chúc con dính rồi. Vậy con cũng chúc thầy năm mới do thon là do thon rõ nè ha, nó là bảo đảm.
cái xe này da nha, đúng không? Anh Tiến làm chậm thôi nha. Dạ. Làm cái nào cái đó chứ mà vô lọt 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 nha. Hôm mốt mình quen làm cái người là chết luôn. Đây có đường lên, nó đường lên rồi, cuốn lên rồi, cuốn theo đường khe này, sát lại, thấy không, nó cái lại này, cuốn theo đường khe song song. Chiều cây trắng nha, có cây trắng không? Mình đây cũng để uống rồi theo khe nữa. Đây có đường cắt sóng biển nè, cho nên mà nó chỉ tới đây thôi, đúng không? Thì nó tiền nó mua rồi giữ với tài, thấy không? Nhà lúc nào cũng có tội. Tội này. Đúng chứ đó. Tội này. Tội này là tội lớn nhất. Thì cho mẹ cha học cũng tiền học như vậy, nhà lúc này thì rồi chỉ làm tổ bánh thân thôi chứ không công rồi. Thank you.
vô đỏ nha các bạn, vô đỏ đi ra. À. Vô đỏ nè, đi ra. Nhớ nha các bạn. Vô đỏ nè, đi ra. Nửa cái đỏ. Nha, cười cười. Nếu mà đi màu bằng Vaseline thì là đi gạt trước đậm sau đúng không hả? Cái trắng rồi ha, đúng không? Vàng cái trắng dữ cực thôi. Đầu mang đúng chưa? Được, đúng nhờ mấy phe này. Rồi mấy phe trắng này đấy chưa? Lên xuống chỉ được 2 lần, tới 3 lần thôi. Chắc lại lên xuống nữa rồi nó sẽ lại cũng lên xuống. Được chưa? Giờ lên chảnh lần tới đâu rồi? Tới đầu chưa? Tới kỳ chưa? Tới này chưa? Mới có cơ giờ mới bắt đầu to vảy luôn á. Ờ. Để lên đâu đi cho hỏi làm. Được chưa?
Thì đang làm cái này ha, học cái này chúng tôi làm cái đó liền. Rồi xong xuôi rồi mới quyết định là tiếp. Ông cô nạn hôm nay bao nhiêu tuổi không? Chín mấy không ta? Cô nạn gần nhà con ông Quốc. Ông dưới Long An mà. Tỉnh thất bùng lại á. Không biết rồi. Ông ở xa lắm mà có Bến Lức hả? À Bến Lức, ông ở đâu đâu? Ông ở đâu? Ông nghe ông chứ đâu biết ông đâu. Không, ông là ông thầy cô nạn. Cô nặng. À, nặng quá, chơi nhiều quá nặng. Cũng nghe bà Hằng bà chửi rồi, cô nặng không? Đó bà chửi, bà Hằng bà chửi ghê quá. Nên bà chửi là đụng, đụng chửi cái nào đúng thắt đó. Mà bà chửi khủng quá. À. Nhưng mà vẫn có người bên nghệ sĩ. Trong một quán ở bên thôi. Đó thích là chỉ thích với người ta. Hiểu chưa? Cá đỏ kỳ xanh. Yeah. Nổi lên liền đúng không? Đúng không? Nên mình phối thôi. Nha. Hôm nay làm hết nè em. Dạ hết. Cho con à. Dạ hết đó. Em hết đó nữa. Em hết đó nữa. Em hết đó nữa. Em hết đó nữa.